vì sao mọi người mua hàng lại không được hàng đẹp như ở bên cửa hàng Hộp Gia Đình. Thì mọi người có thể thấy á, để mà những cái sản phẩm đẹp ấy, thì trước hết là cái cửa hàng đó người ta phải nhập những cái hàng chất lượng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nhập hàng chất lượng á, thì mọi người xem là cái giá vốn là người ta sẽ đẩy lên rất là cao. Do vậy ấy, là cái sản phẩm nó bán ra nó sẽ cao. Ví dụ như bộ này thì mọi người có thể thấy là chất cây của nó là gỗ căm xe mặt gõ, phải không ạ? Mọi người thấy không? Cái nước sơn này, sự quật này, sơn này rất là sạch, nhưng mà nhìn vô là rất mê luôn. Và không chỉ một ghế đâu nha mọi người, mình sẽ cho mọi người coi tất cả các cái ghế còn lại, mọi người thấy không? Làm rất là sạch nha mọi người. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình làm nước sơn sạch như vậy ấy, thì mọi người có thể thấy là nội chỉ nước sơn thôi nha mọi người là đã lệch nhau cả triệu là bình thường nha, cả triệu đồng. Và cái nước sơn này chỉ là nước sơn khá đẹp ở bên Mộc thôi nha. Mọi người muốn sơn đẹp, ok, mọi người chịu chi. Bên mình có nước sơn rất là đẹp nữa. Hàng này thì mọi người có thể thấy là rất là đẹp rồi. Lên rất là đẹp không ạ? Rất là sắc nét, nước sơn căng bóng. Và bên cạnh đó là cái thứ hai là cái kỹ thuật đóng. Kỹ thuật đóng thì mọi người có thể thấy là mọi người thấy không? Các cái đường ghép dù đều như một sợi chỉ hết. Và mặt thì phải xài mộng đàng hoàng luôn nha mọi người. Mặt xài mộng, đây cho mọi người xem nè. Mặt lựa hoàn toàn là xài mộng hết. Chân tay dưới là toàn bộ là có mộng hết luôn nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Làm mộng cho keo, làm rất là chắc nha mọi người. Đúng kỹ thuật. Và cái cây này mọi người đang coi đây ấy, nó là căm xe Việt. Làm sao mình biết được là căm xe Việt? Thì thường thì mọi người chắc chỉ tin ở cửa hàng thôi. Nhưng mà mọi người có thể thấy thêm là nếu mà là dòng căm xe Việt đây cho mọi người xem này. À, ngay từ những cái tay ghế mọi người có thể thấy là nó có vân. Nó có vân nha mọi người. Tại vì do ấy là cái dòng căm của Việt Nam ấy, đúng chuất, đúng chất của nó ấy, là nó sẽ có vân. Và mọi người có thể xem qua kỹ hơn ở trên cái bàn tròn này. Cái viền ở bàn tròn thì nó sẽ là gỗ căm xe, lên vân rất là đẹp nha mọi người, không thua kém gì gỗ đó. Mặt trong của nó sẽ là gỗ gõ đỏ, vân ở trên mặt bàn viền bền. Viền này thì nó sẽ dày là dày 2/7 nha mọi người, viền này dày 2/7. Phía dưới này nước sơn sạch sẽ, nó chè quật mọi người thấy không, nó rất là láng, rất là sạch. Và phía dưới nữa thì mọi người có thể thấy là thiết kế này, thiết kế râu trụ lớn. Và cái trụ này mọi người có thể thấy là một trụ rất là to phải không ạ? Trụ này là trụ 24 nha mọi người. Làm rất là chắc chắn, hoàn toàn là xài bằng mộng luôn nha. Sơn xịt đẹp, chất lượng. Do vậy thì mọi người có thể thấy là mình lấy cửa hàng mà lấy một cái bộ này về trưng bán thì mọi người biết rồi đấy. Khi mà mình mua những cái sản phẩm thì mọi người đều, ngay cả Mộc đi chăng nữa, mình cũng đều đi so giá. Tại vì sao? Tại vì cái tâm lý của mình là cứ mua hàng rẻ. Đó. Mình chỉ so giá, nhưng mình không biết được là cái chất lượng của nó như thế nào. À, và một cái bộ bàn ăn này rất là đẹp nha mọi người. Để mà được như vậy thì mọi người có thể thấy là ngoài cái kiến thức mình so giá ra, mình phải so cái chất lượng. Cái chất lượng này ngồi như thế nào. Bên mình ngồi những cái bộ như vậy, bên mình bảo hành cho mọi người 5 năm rụng tay chân ghế, xé mặt bàn luôn nha mọi người. Tức là mọi người xài những cái bàn như vậy mà nó bị xé lớn, thì bên mình sẽ đổi mới cho mọi người nha. Hoặc là mặt bàn ghế, mặt ghế này xe lớn vào đây cái đó, mình sẽ đổi mới cho mọi người luôn. Một cái chính sách mà mọi người có thể thấy là chẳng có cái me cửa hàng nào nó dám làm hết, chỉ có xưởng sản xuất mới dám làm như vậy thôi. Phải thay mặt bàn mặt ghế thì phải đi vô xưởng cắt cây rồi thay vô, mà bên cạnh đó là lấy về nữa nhá, rất là mất công phải không ạ? Và cái bộ này thì nó sẽ mắc hơn là cái bộ bình thường. Mọi người thấy là bộ 8 ghế bàn ăn dài hình oval hay hình vuông thì nó sẽ là 20.800.000, bộ này nó sẽ là 21.800.000 nha, nó sẽ mắc hơn 1.000.000. Tại vì do ấy là cái trụ này nó rất là mắc nha mọi người. Trụ này, trụ căm xe rất là mắc. Rồi, cần tư vấn gì thêm về mẫu này thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới nha. Và nếu mà giao hàng tới không giống mô tả, mọi người cứ trả hàng hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Cần tư vấn gì thêm thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới hoặc gọi trực tiếp cho bên xưởng gỗ Một Gia Đình nha. Cảm ơn và chào tất cả mọi người.